Xin chào các bạn à, các bạn có khỏe không? Hôm nay là một ngày trời rất là khô và hanh, nhiệt độ cũng đã giảm và tối ngủ thì rất là mát, nhưng mà nó là một cái thời tiết của mùa thu với những mùi hoa sữa và nhạt dần đi tiếng chim, rồi là những cái hương vị của hoa thơm trái ngọt. Chúng ta sẽ bắt đầu với những ngày cuối thu và sang mùa đông, thì cái cảm xúc của con người mà không có vợ hoặc là không có người yêu nó sẽ rất là tiêu cực, nó sẽ rất là đi xuống trong cái thời gian này. Nên là trước khi vào cái video này, mình muốn gửi lời tâm tình và lời chia sẻ cảm thông nhất với những người đang còn cô đơn, đang còn chưa có người yêu. Thì lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau vì là cũng bận rất là nhiều việc, phải xây dựng nhà cửa và có những cái công việc mới, công tác mới. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện đó là người giàu vào lớp thiên đàng thì rất là khó. Thì cái điều này nó rất là đau đầu cho rất là nhiều người, bởi vì Lộc biết là có rất nhiều người hiểu nhầm về cái vấn đề này và không biết cái lẽ thật thật sự mà Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Giêsu muốn bày tỏ trong cái lời Ngài nói là gì. Tại sao Chúa nói là người giàu đi vào nước thiên đàng thì lại khó hơn lạc đà chui vào lưỡi kim? Cái điều này nó rất là khó. Có một số người ấy thì nói rằng là chúng ta phải khổ tu, thi theo đạo Tin Lành hay là thi theo Chúa Giêsu, chúng ta phải khổ tu, chúng ta phải khổ khổ tu, phải trở nên nghèo khó chứ không được trở thành giàu có. Thì có một người bị lệch như vậy. Thì có những người khác thì lại nói rằng là nếu như chúng ta không giàu có thì chúng ta cũng không làm được công việc nước Đức Trời, thì cho nên là họ lại phải giàu có, cho nên là có những cái mâu thuẫn và những sự tranh cãi rất là khó khăn. Thì hôm nay được để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến cái sự thắc mắc và khó hiểu ở trong cái phần đoạn kinh thánh này, và chúng ta có nên làm người giàu hay không, hay là chúng ta phải làm người nghèo, hay theo đạo Chúa là ý là như thế nào, và Chúa Giêsu dạy cái điều là người giàu vào nước thiên đàng khó là như thế nào, thì nó sẽ trả lời hết trong tất cả các. Thì thật ra cái câu chuyện này là một câu chuyện rất là hay các bạn ạ. Thì cái câu chuyện này thì là một câu chuyện hay, nhưng mà đa phần mọi người đều thấy nó hay nhưng mà không hiểu hết ý nghĩa, cái chân lý của nó. Thì Đức Chúa Giêsu muốn bày tỏ điều gì thì chúng ta sẽ cùng nhau học trong cái phân đoạn ngày hôm nay. Nếu như các bạn đang có những cái suy nghĩ nào nó lệch lạc và đang có thắc mắc ấy, thì các bạn không nên hỏi vội, mà các bạn hãy tập trung xem hết cái video này của Lộc. Trong cái video này các bạn học xong hết, các bạn không hiểu thì các bạn hãy hỏi. Các bạn đừng vội vã, coi như là lập tức đi hỏi ngay. Hỏi ngay nó sẽ, các bạn đang có một cái tư duy phản biện rồi thì các bạn sẽ có khó tiếp nhận được lẽ thật nhé. Thì mình sẽ đọc lại toàn bộ cái phân đoạn kinh thánh này và chia sẻ với các bạn. Nếu như bạn đã đọc phân đoạn kinh thánh này rồi thì các bạn có thể tua cái video này đi nhé. Câu 16. Này có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Ngươi hỏi những điều răn gì? Những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Những điều răn này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đầy đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng người trẻ nghe xong lời này thì đi bộ buồn bực vì chàng trai có nhiều của cải lắm. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà đoán xét 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn
và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Ở đây thì có một cái câu cuối cùng là câu song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Nó sẽ mang một cái ý nghĩa khác, một cái ý nghĩa ẩn dụ khác mà Đức Chúa Giêsu kể trong câu chuyện khác, thì chúng ta sẽ cái câu 30 Lộc sẽ không giải thích ở trong câu chuyện này, mà Lộc sẽ giải thích cho các bạn từ câu 16 cho đến câu 29 để các bạn hiểu được là vì sao Chúa Giêsu lại nói vào lúc thiên đàng còn khó hơn lạc đà chưa có lỗi kim. Đấy, chủ yếu là giải thích cái vấn đề này. Còn các vấn đề khác chỉ làm để sáng tỏ cái câu mà Đức Chúa Giêsu nói mà thôi. Thực ra tất cả những gì ở trong câu chuyện này chỉ để làm sáng tỏ cái câu là lạc đà chưa có lỗi kim. Đấy, còn dễ hơn người giàu vào lúc thiên đàng. Thì tất cả chỉ để tập trung giải thích câu này mà thôi. Nhưng mà đa phần mọi người đọc ấy thì không hiểu, bởi vì Đức Chúa Trời có thể là Đức Chúa Trời bày tỏ cho người này, không bày tỏ cho người khác, hoặc là Đức Chúa Trời bày tỏ chỉ nửa vời thôi, hoặc là Đức Chúa Trời muốn dành cái sự bày tỏ đấy cho một số các người đặc biệt để họ có thể hiểu được, để chia sẻ ra lời Chúa Thánh Linh bày tỏ thì chúng ta mới hiểu được, chứ không phải là chúng ta tự mình có mà thể hiểu được. Thì ở đây cái câu chuyện này nó rất là đầy đủ, là đầu tiên là Chúa Giêsu là lúc này đã nổi tiếng rồi. Các bạn biết là cái câu chuyện này nó giải quyết rất nhiều cái vấn đề. Ở đây hình dung ra là các bạn phải hiểu là trong cái bối cảnh lịch sử là Chúa Giêsu đi khắp mọi nơi, từ giữa Galilee đến xứ Giu-đê qua bên cái sông Giô-đan. Chúa Giêsu đi rất nhiều nơi để giảng dạy rồi. Rất nhiều người Pharisee biết đến Ngài và thử Ngài, ganh ghét với Ngài, rồi là muốn tố cáo Ngài, vì chính Chúa Giêsu đã xưng và đã công nhận Ngài, đã nói với mọi người rằng là ta là con Đức Trời, là đấng Messiah, là đấng phải đến. Đấy. Thì tất cả là đã được Chúa Giêsu gọi là Chúa Giêsu xác minh rồi, Chúa Giêsu xác chứng rồi, Chúa Giêsu gọi là tuyên bố Ngài với mọi người, nhưng mà mọi người thì không tin Ngài. Thì các bạn biết rằng là trong cái bối cảnh này là có rất nhiều các câu chuyện khác ở trước đó, nó nói về cái tư tưởng của Chúa Giêsu, nó nói về cái tư tưởng Chúa Giêsu đã dạy về cái sự giàu có rồi. Các bạn biết là trong Matthew thì Chúa Giêsu cũng đã dạy về không được làm tôi hay chủ, đúng không, rồi là không được tham tiền, tất cả các như vậy, rồi Chúa nên án người giàu và người giàu đấy có ăn mà không cứu giúp Na-sa-dơ, rồi tất cả những cái câu chuyện tương tự như vậy đã được xảy ra trước đó, và các ẩn dụ trước rất nhiều rồi, đã có rồi, sau đó mới đến cái câu chuyện này. Đấy, các bạn biết là câu chuyện này ở chương 19 là những cái chương mà lúc này Chúa Giêsu rất là nổi danh, Chúa Giêsu rất là nổi danh, và Chúa Giêsu đang chuẩn bị gần đến với cái kỳ mà Chúa Giêsu bước lên thập tự giá rồi. Đấy, thì các bạn biết là phải hiểu nó như vậy, lúc này Chúa rất là nổi tiếng, Chúa rất là nổi tiếng. Thì ở đây là có một người nổi tiếng không kém, có một người nổi tiếng không kém, đó là một người trẻ nhưng lại giàu có. Có một số các phân đoạn khác thì nói rằng là cái người trẻ này là người làm quan. Có một số chỗ khác thì nói rằng người làm quan, hoặc là người này là người giàu có, hoặc là người phú quý, hay là cả người có danh tiếng rồi. Người là người có danh tiếng, tức là người trẻ này đã cũng là một người tuyệt vời đấy. Cũng giống như một tỷ phú nào đó trong cái thời kỳ bây giờ chẳng hạn. Tức là cái người này có nổi tiếng, có sự ảnh hưởng rồi. Thì các bạn biết là một người giàu thì đi cùng họ, không bao giờ họ đi một mình, mà họ đi luôn luôn đi cùng với những người khác. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu lúc này cũng nổi tiếng, Chúa Giêsu đi giảng đạo cũng nổi tiếng, và Ngài cũng có những người khác đi theo Ngài, gọi là môn đệ Ngài. Thì người giàu có những đầy tớ theo mình, hoặc là có vợ, hoặc là có những gì đó đi theo mình, những người thân đi theo mình, còn Chúa Giêsu cũng như vậy. Tất cả ở đây là một cái đám rất là đông người trong một cái mớ hỗn độn rất là nhiều người. Thì cái câu chuyện này ở đây là cái người này đến gặp Chúa và hỏi Ngài. Thì thưa thầy, tôi phải làm gì để được vào sự sống đời đời? Tức là tôi phải làm cái việc lành gì? Ở đây là các bạn hiểu là tôi phải làm việc lành gì nhé, chứ không phải là tôi làm gì. Ở đây là cái câu chuyện ở đây là có cái bản dịch sẽ chép là thưa thầy nhân lành, hoặc là thưa thầy nhân lành tôi phải làm gì? Thưa thầy nhân lành. Thì ở đây là các bạn hiểu là cái người giàu này khác biệt với những cái người khác, đó là cái câu hỏi của anh ta nhắm đến một cái mục đích rất là rõ ràng, đó là việc lành. Anh ta hỏi đến cái việc tốt lành, anh ta hỏi việc lành. Ở đây là người này đi tìm tin lành. Các bạn phải hiểu là cái câu hỏi này nó thể hiện là con người này đang đi tìm tin lành, đang đi tìm tin lành nhé, đang đi tìm việc lành, đang đi tìm cái cách nào để vào nước thiên đàng, tức là hưởng được sự sống vĩnh phúc, sự sống đời đời. Hỏi là làm việc lành gì, làm cái việc lành gì nhé? Nhớ là làm việc lành gì. Cái điều đặc biệt là như vậy, và chính cái câu hỏi nó rất có chủ đích này, nó thể hiện cho cái người giàu này là người có hiểu biết. Và Chúa Giêsu hỏi cái người này ngược lại là sao ngươi lại hỏi ta về việc lành,
Sao ngươi lại hỏi ta việc này? Tức là Chúa Giêsu khẳng định là anh là người có hiểu biết rồi, thì anh lại đi hỏi tôi là về người có việc lành, đúng không? Anh là người nổi tiếng rồi, anh là người có ảnh hưởng xã hội rồi, anh là người giàu có, anh là người có hiểu biết, thì sao anh lại hỏi tôi về việc lành, đúng không? Anh lại hỏi tôi việc lành là anh có ý gì, đúng không? Thì Chúa Giêsu hỏi như vậy để mang một cái tính chất là đánh giá cái con người đang nói chuyện với mình, và cũng như là Chúa Giêsu đang xác minh cái vị trí của Ngài, cái vị trí là con Đức Chúa Trời của Ngài. Thì Chúa Giêsu mới nói câu là chỉ có một đấng lành thôi, chỉ có một Đức Chúa Trời mới là đấng lành thôi. Thế là Chúa Giêsu chỉ về Đức Chúa Trời. Sao anh lại hỏi tôi về việc lành? Đáng nhẽ anh phải hỏi Đức Chúa Trời về việc lành chứ sao anh lại hỏi tôi, đúng không? Ở đây các bạn phải hiểu là Chúa Giêsu đang xác minh cái vị trí của mình, đang xác minh cái vị trí, cái chỗ đứng của mình. Hiểu được, để muốn nói với người giàu này rằng anh đã người hiểu biết như vậy, anh đã hỏi tôi việc này, thì có nghĩa là anh đang gọi tôi là con Đức Chúa Trời rồi, anh đang gọi tôi là người gọi là người nhân lành, đúng không? Anh đang gọi tôi là người lành, tức là anh đang gọi tôi là người thuộc về Đức Chúa Trời, anh đang gọi tôi là con Đức Chúa Trời, anh đang gọi tôi là đấng Messiah rồi, tức là anh đang tìm kiếm sự lành mà, đấng lành, đúng không? Đấng lành, chỉ có một đấng lành mà thôi, đúng không? Nếu như tôi đến từ đấng lành, tức là Chúa Giêsu đến từ đấng lành, thì anh mới hỏi tôi việc lành, đúng không? Ở đây Chúa Giêsu muốn bộc lộ có cho cái người giàu này biết ấy, là anh tìm đúng người rồi, nhưng mà cái vấn đề ở đây là hỏi về việc lành hoặc là gọi là thầy nhân lành, thì Chúa Giêsu hỏi ngược lại như vậy để thử xem là người này có tin Ngài là Chúa Giêsu, tin Ngài là đấng cứu rỗi thật không. Thì Chúa Giêsu mới trả lời vòng vo. Chúa Giêsu xác chứng cái điều này trong lòng của anh ta. Chúa Giêsu không bao giờ nói là việc lành mà anh phải làm, việc anh phải làm đó là việc này kia. Đấy, mà Chúa Giêsu xác chứng sự vòng vo đó là Chúa nhắc lại 10 điều răn. Bởi vì Chúa Giêsu nói là chỉ có một đấng lành mà thôi, nên Chúa xác chứng lại 10 điều răn của đấng lành ấy. 10 điều răn ấy là gì? Là hiếu kính này, yêu kẻ lân cận như mình này, không phạm tội tà dâm này, không trộm cắp, không giết người, không làm chứng dối này. Tức là tất cả những 10 điều răn này nó không có cái 3 điều răn đầu tiên, đó là 3 điều răn đối với Đức Chúa Trời, mà chỉ có 3 điều răn con người đối với con người thôi. Thì cái vấn đề ở đây là cái người đó nghe những lời này thì vui lắm, đúng không? Vui, hạnh phúc lắm, là tôi đã giữ được tất cả những điều này rồi. Đấy. Tất cả những điều răn đó tôi đã làm trọn vẹn rồi. Đó. Thì còn thiếu điều gì cho tôi nữa? Thực ra Chúa Giêsu giấu 3 cái điều là ngươi chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời mà thôi, đúng không? Ngươi chưa có thần khác này, ngươi chưa lấy danh ta làm chơi, đúng không? Thì Chúa Giêsu giấu 3 cái điều đầu tiên là ngươi phải giữ cái ngày Sa-bát nên thánh nữa, thì Chúa giấu 3 cái điều răn đó. Các người giàu này trả lời như vậy thì Chúa Giêsu mới nói rằng là nếu ngươi muốn được trọn vẹn, ở đây các bạn nghe rõ này, nếu ở đây Chúa Giêsu không nói là nếu như anh muốn vào nước thiên đàng, hay nếu như anh muốn được cứu, hay là nếu như anh muốn được sự sống đời đời thì hãy bán gia tài đi, mà nếu như anh được trọn vẹn. Có rất nhiều người không bao giờ để ý cái câu này. Chúa Giêsu nói rằng là nếu như anh muốn được trọn vẹn, các bạn nhớ này, cái điều này là điều rất là tuyệt vời. Ở đây không có nghĩa là Chúa Giêsu nói rằng là anh không được vào nước thiên đàng. Ở đây Chúa Giêsu không nói cái người này là anh không được vào nước thiên đàng và không được hưởng sống đời đời, mà đây là rất có thể người này được hưởng sống đời đời, bởi vì người này đã làm trọn mọi điều lành rồi, rất có thể là người này đã được theo cái sự công bình hoặc là sự phán xét chưa xảy ra thì có thể người này vẫn được cứu dỗ nước thiên đàng, bởi vì người này là người Do Thái mà, đúng không? Cái người giàu này là một người Do Thái, là người con, là người thuộc dòng dõi của lời hứa, đúng không? Thì người này được cứu thiên đàng. Nhưng mà Chúa Giêsu nói nếu như muốn được trọn vẹn, các bạn nhớ là có rất nhiều người nói là người giàu không được vào nước thiên đàng, nhưng ở đây Chúa nói là trọn vẹn, Chúa nói là không được vào nước thiên đàng đâu. Đấy, các bạn phải nhớ cái câu này nó rất là tuyệt vời, để làm rõ những câu bên dưới mà chúng ta đọc mà chúng ta không chú ý đấy. Thì ở đây là hãy bán gia tài và đi bố thí cho kẻ nghèo nàn thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời rồi, đến mà theo ta. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói là hãy bán của ở dưới đất để cho người nghèo thì sẽ có những của ở trên trời. Ở đây là Chúa muốn dùng một sự trao đổi. Đó là dùng cái của quý ở dưới đất để đổi lấy của quý ở trên trời. Các bạn đang có những của quý gì ở dưới đất? Các bạn có dám bán nó đi, có dám bỏ nó đi để đổi lấy của quý ở trên trời hay không? Đây là một điều thử thách rất lớn cho những người đi theo Chúa Giêsu. Các bạn có biết không? Hải Phòng của mình đang chuyển mình. Hải Phòng của mình bây giờ đang phát triển lắm. Cái khu vực thủy nguyên của mình bây giờ là đường được mở rộng. Và chính phủ và chính quyền là mua hết đất cát, mua hết đất đai của nhà dân lại. Thì các bạn biết là người dân ấy rất là bức bối, bởi vì là
đất của họ đang mười mấy 20 triệu một mét vuông đất, nhưng mà nhà nước chỉ đền bù cho 5 triệu mới lại 6 triệu gì thôi. Em mình đi học lái xe thì có một số người kể lại như vậy, tức là người dân thì bức bối. Nhưng mà cái vấn đề ở đây các bạn biết là gì, là đất không phải là thuộc về người dân, mà đất cát là đất ở của họ đấy, là thuộc về nhà nước. Cái người dân đến kiện chính quyền là các anh trả cho chúng tôi, đền bù chúng tôi thấp quá, đất là đất của chúng tôi, thì cái người chính quyền người ta mới nói là anh đang cầm cái giấy tờ gì trên tay. Thì cái người dân mới trả lời là tôi đang cầm giấy tờ quyền sử dụng đất. Thì cái người người chính quyền lại trả lời là anh trả lời là đúng rồi, cái mà anh cầm là giấy tờ quyền sử dụng đất chứ không phải là giấy tờ quyền sở hữu đất. Ở đây các bạn phải biết là cái câu trả lời rất là hay, đó là đất là của nhà nước, đất đâu phải của các bạn đâu. Các bạn chỉ có quyền sử dụng đất chứ không có quyền sở hữu đất. Cho nên là khi nhà nước thu hồi, nhà nước đền bù, đúng không? Nhà nước đền bù thì các bạn có thể tranh tụng, nhưng không phải bắt ép nhà nước là phải như thế này với các bạn được. Đó. Tranh tụng làm sao cho nó hòa thuận giữa nhà nước với người dân, giữa chính quyền với nhà dân, chứ không thể nào đến gọi là kiện cáo theo cái kiểu bất hợp pháp được. Bởi vì là quyền của chúng ta đó là quyền sử dụng đất, không phải là quyền sở hữu đất. Chính quyền mới là người sở hữu, chính quyền nhà nước mới là người sở hữu đất, mới là tập thể sở hữu đất. Còn chúng ta, gia đình chúng ta chỉ là sử dụng, được phép sử dụng cái đất này thôi. Và chúng ta bán đất thì có nghĩa là bán quyền sử dụng mà thôi, chứ không phải bán quyền sở hữu. Ví dụ như vậy. Thì đấy, để nói cho các bạn, để các bạn hình dung ra được. Trong cái câu chuyện của người giàu này cũng như vậy. Ở đây là người giàu có tất cả các tài sản mà họ đang có, vàng bạc châu báu, hay là người hầu, hay là kẻ tôi mọi. Người giàu là có rất nhiều thứ, theo cái văn nói là như vậy. Nhưng mà thực tế thì nó không phải là như vậy. Bởi vì cái người giàu này đến gọi Chúa Giê-xu là đấng nhân này, đến nói với thầy là tôi phải làm việc lành gì. Tức là đang tìm một người lành hơn mình, một người có sự tốt lành hơn mình. Thì Chúa Giê-xu chỉ về Đức Chúa Trời trí cao. Nếu như anh đã xác chứng như vậy, thì anh phải biết ta là đấng Messiah. Và nếu như ta là đấng Messiah, tức là ta là Đức Chúa Trời, ta là một phần của Đức Chúa Trời ba ngôi, thì ta có quyền trên anh, và ta có quyền trên tài sản của anh. Tức là những gì mà anh có, ngay cả linh hồn và sự sống và mạng sống của anh, cũng chỉ là anh có quyền sử dụng mà thôi, chứ anh không hề có quyền sở hữu. Các bạn phải hiểu ở đây là khi các bạn theo Chúa Giê-xu, hay là bạn tin Chúa Giê-xu, hay là các bạn thuộc về Chúa Giê-xu, thì quyền sở hữu của các bạn, thì các bạn phải nhớ là các bạn chỉ có quyền sử dụng mà thôi, các bạn không có quyền sở hữu. Thân thể này các bạn có quyền sử dụng, linh hồn các bạn có quyền sử dụng, tâm trí các bạn có quyền sử dụng, tài sản vật chất hóa tài và tất cả những đất cát nhà bạn, các bạn có quyền sử dụng, nhưng các bạn không có quyền sở hữu. Quyền sở hữu thuộc về Đức Chúa Trời trí cao. Các bạn nhớ như vậy, tất cả quyền sở hữu là thuộc về Đức Chúa Trời, tất cả là của Đức Chúa Trời. Ở đây là Chúa Giê-xu muốn xác minh ra một cái vấn đề, đó là nếu như anh đã nhận biết ta là đấng Messi, ta là người tốt lành, ta là Đức Chúa Trời của anh, ta là chủ của anh, thì anh phải làm theo ta, đúng không? Ở đây Chúa Giê-xu muốn xác minh cái vị trí của Ngài, muốn chứng tỏ cái vị trí của Ngài trong cái trái tim, trong cái lòng của cái anh này. Bởi vì anh này đến hỏi tìm việc lành, nhưng mà câu hỏi đó nó là câu hỏi của người hiểu biết, nhưng mà chưa chắc khi hỏi xong cái người hiểu biết đã có thể làm được những gì mình biết. Các bạn cũng như vậy mà thôi, chúng ta tất cả cũng giống nhau mà thôi. Chúng ta đôi khi không thể nào làm được hết tất cả những gì mình biết và làm được hết tất cả những gì mình hiểu. Chúng ta cũng đôi khi cũng giống như người giàu này thôi, chúng ta không thể làm hết được tất cả những gì mình biết đấy, và không bao giờ có khả năng để làm hết được tất cả những gì mình hiểu. Ở đây cái người giàu này hiểu rất rõ, biết rất rõ, đến hỏi cái câu hỏi này là anh ta đã có một kiến thức nhất định về Chúa Giê-xu, về bậc thầy này, về đấng Messiah này, và anh ta đến tìm để hỏi về sự cứu rỗi. Thì thực ra Chúa Giê-xu muốn nói rằng là cái người giàu này đấy là người được hưởng sự sống đời đời. Bởi vì thứ nhất người này là người Do Thái, thứ hai là người này đã giữ tất cả những điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu người Do Thái phải làm, đã giữ được rất là tốt.
Đấy, thì cái người này sẽ được vào lớp thiên đàng, sẽ được thiên đàng. Nhưng mà Đức Giê-xu nói là nếu như anh muốn được trọn vẹn, anh muốn được trọn vẹn hơn nữa, muốn được có của quý ở trên trời, thì hãy bán các gia tài trên đất để đổi lấy của quý trên trời, rồi sẽ đến, hãy đến, rồi hãy đến nhé mà theo ta. Chúa Giê-xu muốn cái người giàu này đi theo ngài và làm môn đệ của ngài. Chúa Giê-xu muốn như vậy, muốn cái người giàu này làm môn đệ của ngài, vì Chúa Giê-xu muốn đòi hỏi cái quyền làm chủ cái người giàu này. Thật ra chúng ta đa phần chúng ta chỉ theo Chúa, theo đạo tin lành, theo Chúa Giê-xu đấy, giống như người giàu này mà thôi. Chúng ta nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta nhận biết Chúa là Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi, nhận biết ngài là Chúa làm chủ của chúng ta. Nhận biết Đức Thánh Linh là Đức ấn chứng của chúng ta. Chúng ta nhận biết tất cả những điều đó, nhưng chúng ta đa phần đều giống như người giàu này, không dám đánh đổi của ở trên đất để đổi lấy của quý ở trên trời. Điều này rất là khó. Đọc nói với các bạn, điều này rất là khó. Ở đây Chúa Giê-xu yêu cầu chúng ta bán hết tài sản cho người nghèo, khó lắm, chúng ta không làm được. Bởi vì là Chúa Giê-xu có một cái mục đích, Chúa Giê-xu nói là khi Chúa Giê-xu chữa lành người theo tay, hay là Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho một người nào đó, Chúa Giê-xu là khi ngươi được chữa lành bệnh rồi thì các ngươi hãy đến đền thờ và dâng của tế lễ như luật của Môi-se định. Chúa Giê-xu yêu cầu người ta phải hoàn thành luật của Môi-se, đúng không? Chúa Giê-xu yêu cầu người ta phải hoàn thành, đến dâng tế lễ để chứng tỏ là Đức Chúa Trời đã chữa lành cho các ngươi. Điều này cũng giống như với người giàu. Chúa Giê-xu muốn làm một cái việc này, đó là nếu như ngươi muốn có được sự sống trọn vẹn. Có được sự sống trọn vẹn đó là có những của quý ở trên trời, tức là có sự sống đời đời và có của quý ở trên trời, thì ngươi hãy làm một việc, đó là chứng tỏ ngươi được cứu rỗi, chứng tỏ ngươi được thay đổi, chứng tỏ ngươi vâng theo lời ta, đó là ngươi bán ra tài đi. Ở đây Chúa Giê-xu thách thức cái người giàu này phải vâng theo lời ngài. Nếu như ngươi đã coi ta là chủ, là Chúa, ngươi đã coi ta là người có vị trí trong lòng ngươi, là người ngươi đáng phải đến hỏi, tìm cầu và tìm kiếm, thì ngươi hãy vâng lời ta. Chúa Giê-xu yêu cầu người này vâng lời ngài. Thật ra chúng ta đều biết Kinh Thánh rất nhiều và hiểu lời Đức Chúa Trời rất nhiều và được giảng dạy nghe về lời Chúa rất nhiều, nhưng chúng ta rất khó để vâng lời Đức Chúa Trời, giống như người giàu này thôi. Tất cả ta đều giống như người giàu này, đều mang một cái lòng giống như người giàu này, mà để vâng lời Chúa làm việc thì đó rất là khó. Vâng lời Chúa làm việc thì rất khó. Lộc chia sẻ với các bạn một chút, đó là Lộc có thích một cô gái rất là đẹp, gái cô này rất là xinh gái. Có thể nói là đẹp gái như Ngọc Trinh vậy. Cô gái này xinh gái lắm, xinh gái như Phương Trinh ấy, đẹp gái lắm. Thì mình yêu cô ấy được một thời gian rất ngắn thôi, thậm chí là chưa cầm tay nhau. Thì cô ấy lấy một người khác, cô ấy lấy chồng, cô ấy lấy người khác. Thì Lộc đến bây giờ Lộc vẫn bị dằn xé trong lòng lắm, đau buồn. Cái việc đau buồn đó là một cái chuyện, nhưng mà nó là cảm xúc của con người. Lộc thường nói với Chúa, là thường phàn nàn với Chúa, nói thẳng là phàn nàn với Chúa, đó là cái người đàn ông đó có gì tốt hơn con? Tại sao Chúa lại để cho cô ấy lấy người đàn ông đó mà không phải là lấy con? Tại sao là con không xứng đáng để có được cô ấy? Và Chúa đến là Chúa trả lời với Lộc như này, đó là ta muốn như vậy, ta muốn người đấy phải lấy người đấy, ta không muốn con lấy người nữ đó. Chúa đến và trả lời với Lộc như vậy. Và Lộc thật sự là nhiều khi Lộc giận dỗi Chúa vì cái câu trả lời đó. Thì có một lần Chúa đến và Chúa nói, đó là bây giờ ta cho con một sự lựa chọn. Sự lựa chọn đó là ta sẽ hoán đổi con thành chồng cô ấy, và chồng cô ấy sẽ thành con ngay bây giờ nếu như con muốn. Bởi vì Lộc phàn nàn với Chúa nhiều quá. Thì khi mà Chúa nói với Lộc điều đó thì Lộc giật mình. Thực ra trong cuộc đời này chúng ta ham thích nhiều thứ lắm, ước muốn nhiều thứ, khát khao nhiều thứ, trông đợi nhiều thứ và yêu rất là nhiều thứ. Và những gì mà chúng ta yêu ấy, Chúa không muốn chúng ta có được điều đó. Bởi vì Chúa muốn chúng ta yêu ngài hơn tất cả những điều đó. Chúa muốn rằng chúng ta mất đi cái điều mình yêu để biết rằng Chúa có thật sự giá trị hay không. Chúa ở đây thách thức là nếu như con đồng ý thì ta sẽ làm một phép lạ, đó là ta sẽ đổi chồng cô ấy thành con và con thành chồng ấy. Và Lộc nghĩ một lúc thì Lộc trả lời là không được. Bởi vì nếu như Lộc đồng ý thì có nghĩa là Lộc sẽ mất thiên đàng, Lộc sẽ mất Chúa của Lộc, Lộc sẽ mất Chúa Giê-xu, Lộc sẽ mất thiên đàng. Và khi Lộc hiểu điều đó thì Lộc ăn năn với Chúa. Và Chúa nói rằng là vậy thì con đừng bao giờ so sánh, con không bao giờ so sánh con với chồng của cô ấy. Bởi vì con có ta, còn chồng của cô ấy không có. Chúng ta là có Chúa, chúng ta có xem Chúa lớn hơn tất cả những gì trên thế gian này không?
đôi khi chúng ta muốn chúng ta có Chúa và có thêm những điều khác nữa. Tất nhiên là chúng ta có Chúa, Chúa sẽ ban thêm, giống như là Chúa ban cho Job, giống như Chúa ban cho Daniel, Chúa ban cho Salomon hay là ban cho David. Nhưng điều Chúa muốn là Chúa thực sự là Chúa. Chúa muốn Chúa thực sự là chủ. Khi chúng ta hiểu được rằng Chúa là chủ thì chúng ta phải biết là chúng ta không có gì trên thế gian này cả. Ngay cả linh hồn, mạng sống, hơi thở trên lỗ mũi, thân xác này, chúng ta cũng không, nó không thuộc về chúng ta. Chúng ta không có gì trên thế giới này. Tất cả chúng ta đều có quyền sử dụng mọi thứ trên thế giới, đều có quyền cai trị trên thế giới. Nhưng quyền cai trị lớn nhất thuộc về Đức Chúa Trời, và quyền sở hữu tất cả những gì chúng ta có là của Đức Chúa Trời. Ở đây là một điều thách thức rất là lớn. Điều thách thức rất là lớn. Chúng ta phải cảm nhận được cái sự tẩy trị của Chúa. Chúng ta phải cảm nhận được cái sự sở hữu Đức Chúa Trời. Chúa mới là đấng sở hữu. Ở đây cái điều rất là khó, đó là chúng ta khát khao được sở hữu, ước muốn được sở hữu. Cô ấy phải là của con, chiếc xe phải là của con, căn nhà ấy, mảnh đất ấy phải là của con, tài sản này con làm sao, con đổ mồ hôi sôi nước mắt, khó nhọc mới có được. Bây giờ Chúa bảo bán đi, Chúa bảo mang đi cho, Chúa bảo dâng cho người này, Chúa bảo đem đến tặng người kia. Rồi Chúa là nói là phải dùng vào việc này, phải dùng vào việc kia. Làm sao con chịu được? Bởi vì là đó là mồ hôi nước mắt của con, đó là sự tranh đấu của con, khát khao con mới có được, chứ không phải là tự dưng con có được. Nếu như có 500.000, các bạn tưởng tượng nếu 500.000 này, nếu như Lộc phải đi làm một ngày cực nhọc vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, 500.000 nhé, mà Lộc phải làm rất là khó nhọc để kiếm được 500.000 này, thì nếu như mà phải dâng cho người nào đó 50.000 thôi, hoặc là 20.000 thôi, Lộc sẽ cảm thấy rất là khó, khó lòng để dâng, khó lòng để ban cho, hoặc là khó lòng để tiếp trợ họ. Thế rồi họ bục lốp xe mà hết tiền ấy, thì mình cho họ 20.000 thì họ vá xe, mình cảm thấy nó rất là có gì đâu, vì dao cắt vào thịt nó đau, bởi vì là mình kiếm được cái số tiền đấy nó khó lắm, các bạn hiểu không? Nên là mình dâng ra nó rất là khó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái đó nó không phải là của ta, quyền sử dụng là của ta, nhưng quyền sở hữu là của Chúa. Chúa muốn chúng ta dâng thì chúng ta phải dâng. Kiếm được, mỗi ví dụ như ngày hôm nay đi làm mà kiếm được 5 triệu, thì dâng 20.000 hay là dâng 50.000 hay là dâng 100.000 nó dễ, nó kiếm 5 triệu mà dâng một cái số tiền 500.000 cũng dễ. 5 triệu dâng 1/10, 500.000 rất dễ. Nhưng mà kiếm 500.000 đổ hôi mồ hôi rơi nước mắt mà kiếm được 500.000 là dâng 50.000 là đắn đo. Ở đây Chúa muốn thách thức chúng ta. Đôi khi điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Giống như người giàu này không phải là họ cậy vào của cải đâu các bạn, không phải là họ cậy vào của cải, họ cậy của cải họ đứng như thiên đàng đâu, mà họ đã cậy vào việc lành thì đứng như thiên đàng ấy. Họ cậy vào lành thế nào? Nhưng cái vấn đề là họ luyến tiếc của cải. Họ muốn sử dụng của cải, họ tích trữ được, họ kiếm được, họ vất vả khó nhọc làm ra được theo ý muốn của họ, không phải theo ý muốn của đấng có quyền sở hữu là Đức Chúa Trời. Thực ra chúng ta thường theo Chúa như vậy. Thường theo Chúa như thế này. Dâng phần 10 rất có dâng phần 10. Lạc hiến rất có dâng lạc hiến. Đấy. Dâng cái gì cho Chúa là bắt đầu khó lắm, và dâng cái gì cho người khác cũng khó luôn. Ở đây Chúa Giêsu muốn xác định cái quyền tể trị, quyền làm chủ của Ngài, để thử thách xem cái người này có vâng lời Chúa hay không. Chúng ta hãy hỏi, tự hỏi mình xem mình có đang vâng lời Chúa hay không. Ở đây không phải là chúng ta có bao nhiêu tiền, chúng ta đã làm gì ra để có những số tiền đó. Mà Chúa Giêsu muốn nói rằng chúng ta có sẵn sàng vâng lời Ngài hay không, chúng ta có muốn sẵn sàng trở thành môn đệ của Chúa, đến mà theo Chúa thật sự hay không, hay chúng ta chỉ tin Chúa, nhận biết Chúa mà thôi. Ở đây chúng ta sẽ có ba mức độ thuộc linh. Mức độ thuộc linh thứ nhất là chúng ta không biết gì về Chúa, không biết Chúa là ai và xa rời Đức Chúa Trời. Đây là mức độ thuộc linh thấp nhất. Thuộc linh thấp nhất thì mức độ này là người đời và những người theo tôn giáo khác đều có, là họ nhầm tưởng với Đức Chúa Trời hoặc là không biết về Đức Chúa Trời. Thì đây là mức độ thuộc linh thấp nhất. Cái mức độ thuộc linh thứ hai, đó là mức độ các bạn nhận biết được Chúa, nhận biết và tin và đi theo Chúa, và nhận biết và tin và đi nhóm hội thánh, xưng nhận Ngài là Đức Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Đây là mức độ thứ hai, và chắc chắn các bạn được cứu rỗi, giống như cái người Do Thái này biết về Đức Chúa Trời và là người được hứa được cứu, là người Do Thái thuộc thể, còn chúng ta là người Do Thái thuộc linh ấy, là người này chắc chắn được cứu. Đấy. Nhưng cái vấn đề thứ ba là vâng theo lời Chúa. Có những người vâng theo lời Chúa
sẽ được lên thiên đàng. Có những người không vâng theo lời Chúa vẫn được lên thiên đàng, nhưng có những người không vâng theo lời Chúa sẽ không được lên thiên đàng. Ở đây nó rất khó hiểu cho một số người mang tính chất thần học hơi cao. Đó là chắc chắn những người không vâng theo lời Chúa sẽ không bao giờ được lên thiên đàng. Như các bạn biết nhân vật Jonah là người không vâng theo lời Chúa. Chúa bảo là đến cái thành Ninive thì Jonah lại đến thành Tarshish, đúng không? Nhưng mà về sau Chúa bắt Jonah phải quay lại Ninive. Thì thật ra ở đây có những đôi khi cuộc đời chúng ta phải tranh chiến để vâng lời Chúa, tranh chiến thật sự là tranh chiến và cố gắng để vâng lời Chúa. Thì Chúa Giêsu kể về câu chuyện là có hai người con, đúng không? Người cha nói người con thứ nhất thì người con thứ nhất là nói vâng nhưng không làm. Nhưng mà người cha nói người con thứ hai thì cãi lại, người con thứ hai cãi lại nhưng về sau ăn năn hối hận thì làm. Thì Chúa Giêsu hỏi ai sẽ là người vâng lời? Ai là người vâng lời? Thật ra ở đây chúng ta cũng giống như vậy, và chúng ta ước mong là chúng ta sẽ là người con thứ hai, là người vâng lời. Ban đầu chúng ta có thể cãi lại lời Chúa, nhưng về sau hãy vâng lời Ngài. Dù rằng rất khó để vâng lời Chúa, nhưng hãy vâng lời Ngài. Môi-se cãi nhau với Ngài, đúng không? Rất khó để vâng lời Chúa, nhưng hãy cố gắng vâng lời Ngài. Đáng tiếc cho người giàu này là nhận biết Chúa là đấng nhân lành, nhận biết Chúa dạy điều tốt lành, tin Chúa là đấng Messi. Người giàu này nhận biết Ngài, có thể người giàu này nhận biết Ngài, tin Ngài, nhưng vấn đề là không theo Ngài mà bỏ đi. Và khi bỏ đi ấy, thì Chúa Giêsu ngó người này mà yêu. Chúa Giêsu ngó người này mà yêu, không ghét đâu. Chúa Giêsu không ghét người này đâu. Chúa Giêsu yêu người này, thương người này, khao khát người này làm môn đệ của Ngài. Nhưng người này thì buồn bực mà bỏ đi. Các bạn biết rằng là Chúa yêu chúng ta, khát khao chúng ta là môn đệ của Ngài, khát khao chúng ta vâng theo lời Ngài. Nhưng đôi khi chúng ta nghe thấy lời Chúa dạy thì chúng ta buồn bực, chúng ta khó chịu. Nó cũng vậy thôi, tất cả chúng ta đều vậy. Chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày theo lời Chúa. Và Chúa bực chứ. Bây giờ người mà Chúa yêu, người mà Chúa muốn họ theo Ngài, người mà Chúa ngó mà thương, nhưng Chúa dạy thì không nghe, bây giờ đã bỏ đi rồi, thì Chúa ngó các môn đồ còn ở lại. Các bạn hiểu là Chúa có những môn đồ còn ở lại, Chúa có những 12 môn đồ và những người khác theo Ngài, ngó những người đó mà nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu nước thiên đàng là khó lắm. Câu này ở đây nó mang một tính chất cảm xúc của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vừa buồn vừa thương vừa giận những người giàu. Người giàu thì bực, thì buồn bực bởi vì có nhiều của cải lắm mà Chúa dạy như vậy thì khó làm lắm. Đấy. Còn Chúa thì cũng buồn bực bởi vì Ngài tiếc là người này không thể đạt đến cái trình độ thuộc linh cao hơn. Và rất có thể người giàu này không được vào nước thiên đàng bởi vì không vâng lời Chúa Giêsu, bởi vì tiền của nó là cội rễ của mọi điều ác, và nó có thể khiến cho người ta thay đổi tâm lý, khiến người ta trở nên xấu xa nếu như con người tham lam tiền của. Thực ra khi chúng ta tiếc tiền, đó là một hình thức, một dạng rất nhỏ của tham lam. Tiếc tiền là một hình thức rất nhỏ của tham lam. Và khi cái sự tham lam nó lớn lên theo năm tháng, khiến ta càng ngày càng tham tiền hơn, thì chúng ta sẽ rất dễ nào khó. Thì Chúa Giêsu muốn lấy một cái hình ảnh ở đây là lạc đà chui qua lỗ kim thì dễ hơn người giàu và nước thiên đàng. Thực ra có rất nhiều người lấy cái từ lỗ kim là nói là con lạc đà muốn chui vào thành. Người Do Thái có cái lỗ kim ở dưới chân thành để con lạc đà nào về muộn có thể chui qua lỗ kim. Nói như vậy là nó cũng lộc thấy nó không đúng lắm, bởi vì nếu như con lạc đà mà có thể chui qua được cái lỗ đó, mà con lạc đà đấy nó to ngang con người, to thậm chí to hơn con người, mà con lạc đà có thể chui qua cái lỗ đó thì một người cũng có thể chui qua được. Đấy, một cái thành mà con lạc đà chui qua được thì người cũng chui qua được, mà người chui qua được thế thì ví dụ như hai nước giao chiến và đánh nhau thì sao, đúng không? Thì cái việc mà người ta giải thích như vậy nó không đúng, bởi vì người ta chỉ muốn là người ta chỉ muốn làm cho cái lỗ kim này nó to ra để con lạc đà có thể chui lọt qua. Các bạn hiểu không?
con người có một cái thái độ đó là luôn luôn làm cho lời của Chúa dễ chấp nhận hơn để chúng ta có thể làm theo. Rất là, mình thấy rất là buồn cười như vậy. Chúa nói là lạc đà chui qua lỗ kim thì nó có nghĩa là lỗ kim thật đấy. Con lạc đà sẽ không bao giờ có thể chui qua lỗ kim được. Chứ cũng như vậy, nếu như chúng ta tham tiền thật sự thì chúng ta cũng không thể chui, cũng giống như là người giàu không thể chui qua lỗ kim được. Nếu như chúng ta tham tiền thật sự. Bởi vì chúng ta cần những điều ở thế gian hơn là những gì ở trên trời. Nên Chúa Giêsu muốn lấy cái ví dụ này. Bởi vì không phải ngươi cứ nghĩ rằng ngươi nhận biết ta, không phải là ngươi cứ nghĩ là ngươi đi nhóm hội thánh mỗi ngày, ngươi tin ta, ngươi xưng nhận ta thì ngươi sẽ thuộc về Đức Chúa Trời đâu. Bởi vì cái vấn đề ở đây này, Lộc thấy có rất nhiều người theo Chúa Giêsu theo cái kiểu như thế này. Đó là tôi theo Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu ban cho sự bình an, theo Chúa Giêsu vì Ngài ban cho tôi sự giàu có, theo Chúa Giêsu vì Chúa sẽ khiến tôi học giỏi, đỗ đạt, thành công trong cuộc sống, theo Chúa Giêsu vì ngày xưa là cũng như vậy ấy, các bạn ạ. Tôi ước mong rằng là Lộc theo Chúa Giêsu Lộc không còn mồ côi nữa. Tôi ước mong là Lộc theo Chúa Giêsu Lộc sẽ có nhiều anh em bạn bè hơn. Lộc theo Chúa Giêsu Lộc sẽ có một người vợ tốt đẹp. Lộc theo Chúa Giêsu Lộc sẽ có một cuộc sống thành công. Lộc sẽ có vị trí và địa vị xã hội. Lộc nghĩ như vậy. Lộc theo Chúa Giêsu vì, và Lộc tin rằng các bạn và có rất nhiều người khác cũng theo Chúa Giêsu vì. Chúng ta theo Chúa Giêsu không phải vì Chúa Giêsu là Chúa Giêsu. Môi-se hỏi Đức Chúa Trời, Ngài là ai? Đức Trời, ta là Đức Chúa Trời. Ta là ta. Ngươi hãy phải vâng theo lời ta vì ta là ta. Ngươi phải vâng theo lời Đức Chúa Trời vì ta là Đức Chúa Trời. Ngươi phải vâng theo lời ta là Đức Chúa Trời. Ngươi phải vâng theo lời Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngươi hãy theo Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời. Đối với Môi-se cũng vậy và đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng làm lời Chúa trở nên dễ chấp nhận. Đừng biến đổi lời Chúa. Đừng thay đổi cái lỗ kim nó to ra để con lạc đà có thể chui qua được. Chúng ta chỉ có cách là chúng ta muốn chui qua lỗ kim thì chúng ta phải biến thành sợi chỉ, chứ đừng mãi mãi là con lạc đà. Chúng ta phải biến con lạc đà thành sợi chỉ để chui qua lỗ kim. Chúng ta phải hình dung là con lạc đà và sợi chỉ sẽ rất là khác nhau. Một người giàu sẽ giống như lạc đà, một người nghèo sẽ giống như một sợi chỉ chui qua lỗ kim rất dễ. Đi người nghèo đi nước thì nào dễ, nhưng ở đây là không muốn các bạn trở nên nghèo khó. Có một câu chuyện, đó là một người giàu có ba thằng đầy tớ thì chia cho ba người đầy tớ 5, 3 và 1 ta lân. Nhưng các bạn đã biết 1 ta lân là bao nhiêu kg không? 1 ta lân là bằng 34 kg, tức là bằng 34 cân. Và nếu như các bạn có 34 cân bạc, các bạn biết là các bạn có, bây giờ các bạn có 34 cân bạc, các bạn biết là có 34 cân bạc thì các bạn có bao nhiêu cây bạc, có bao nhiêu chỉ bạc. Thực ra là Chúa nói cái câu chuyện là 1 ta lân, 3 ta lân và 5 ta lân ấy, thì cái ta lân là cái số tiền cao nhất trong cái thời gian đó. Cái gọi là cái ta lân là cái đơn vị đo lường lớn nhất trong cái thời gian đó, trong thời kỳ đó đấy. Thì 1 ta lân là rất là nhiều tiền đấy. Người mà ban được cho 1 ta lân cũng là thuộc dạng giàu có rồi, thuộc dạng gọi là khá giả rồi, không phải là nghèo đâu. 34 cân bạc, bây giờ bạn có tưởng bạn có 34 cân bạc và bạn đem ra tiệm vàng bạc bạn đổi sẽ được bao nhiêu tiền? Cũng là thuộc dạng giàu đấy, có tiền đấy. Nhưng mà cái người 1 ta lân đó về sau bị cướp đi 1 ta lân luôn và trở nên không còn gì, đúng không? Bị tước 1 ta lân thì trở nên không còn gì. Thì cái người đó đang giàu thì bị nghèo, đúng không? Đang giàu thì bị nghèo và bị nhém vào hồ lửa để đời. Thì trong cái câu chuyện này nó cho chúng ta một cái ví dụ, đó là người nghèo cũng bị nhém vào hồ lửa, nhém vào địa ngục hay là hỏa ngục ấy. Thì ở đây nói câu chuyện rất là dễ dàng để các bạn hiểu là cái vấn đề không phải là nghèo được vào nước thiên đàng hay là giàu được vào nước thiên đàng, mà vấn đề ở đây là người làm theo lời Chúa sẽ được vào nước thiên đàng. Không biết các bạn có bao nhiêu ta lưng, không biết các bạn giàu cỡ nào, không biết con lạc đà của bạn to như thế nào, hay các bạn chỉ có một sợi chỉ trong nhà, không biết các bạn là ai. Nhưng vấn đề các bạn có vâng theo lời Chúa hay không. Ở đây Chúa thách thức chúng ta phải vâng theo lời Ngài.
phải vinh thăng lên à? Nên là các môn đồ nghe cái lời của Chúa Giêsu phán ấy thì lấy làm lạ các bạn thấy không? Bởi vì là nếu như nói như thầy ấy thì ai sẽ được cứu rỗi? Thực ra thì ai cũng có tiền có của, ai chả có nhà có tài sản có gia đình, mà chính Đức Chúa Trời, chính Đức Giê-hô-va sau khi tái thiết lập dân Israel thì ngài chia đất, dùng ông Giô-suê, đúng không? Rồi ông Giô-suê chia đất, đi tranh cướp đất đai rồi chia đất đấy, và Chúa ban luật cho cái việc đất cát luôn. Tức là Chúa là đấng thiết lập tài sản đấy, thì môn đồ nghe khó hiểu á. Thế nhưng ngài nói là nếu như con lạc đà mà chú con ốc kim mà so với người giàu và vào nước thiên đàng thì ai sẽ được vào nước thiên đàng? Môn đồ nghe thế thì hỏi là ai sẽ được vào nước thiên đàng, thì Chúa Giêsu mới nói là cái điều đó đấy, thì người đời không làm được, con người không thể làm được, loài người không thể làm được, nhưng Đức Trời có thể làm được, Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự. Nếu như Đức Thánh Linh ở trong bạn thì các bạn có thể vâng lời Chúa rất dễ dàng. Đừng lo lắng về bạn giàu, đừng lo lắng về bạn nghèo. Hãy lo lắng rằng Đức Thánh Linh có ở trong bạn để giúp bạn vâng theo lời Chúa hay không. Điều quan trọng nhất của một con người đó là Thánh Linh có ở trong bạn hay không, và có thể giúp bạn vâng lời Chúa hay không. Chúa Giêsu nói rằng là hãy đi giao giảng và truyền đạo cho kẻ nghèo. Chúa Giêsu nhắm mục đích rõ ràng cho cái việc truyền giảng, truyền giáo cho người nghèo. Nhiều người ngày hôm nay không hiểu cái việc Chúa Giêsu nói, đó là tại sao Chúa Giêsu lại dạy là chúng ta phải giao giảng tin lành cho người nghèo. Tại sao ta phải giao giảng tin lành cho người nghèo? Người nghèo là người gì? Người nghèo là người không có tiền, vậy thôi. Người nghèo là người nghèo. Người nghèo họ không có tài sản mấy. Người nghèo là người nghèo, họ không giàu có, thế thôi. Nhưng có nhiều người không hiểu và thường giải thích lời Chúa nó hơi bị mập mờ. Thì ở đây Lộc muốn chia sẻ với các bạn là Chúa Giêsu có mục đích rõ ràng là đi giao giảng tin lành thì giao giảng cho người nghèo trước. Và Chúa Giêsu cũng nói là phước cho kẻ có lòng nghèo khó thì sẽ vì nước thiên đàng thuộc về kẻ ấy. Chúa Giêsu chúc phước cho kẻ nghèo khó là kẻ có lòng nghèo khó, vì nước thiên đàng thuộc về kẻ ấy. Thật ra người nghèo là người không có khao khát làm giàu theo cái kiểu là phải làm giàu. Lộc thấy bây giờ cái xu thế làm giàu kiếm tiền, khao khát trở nên giàu có của rất nhiều người rất là mãnh liệt. Họ khao khát trở nên giàu có, họ khao khát bước vào 20% người giàu của thế giới, bước vào cái số đó, bước vào cái giới giàu và giới siêu giàu, khao khát trở nên là người giàu có. Và cái sự khao khát đó nó mãnh liệt, nó ạt đi cái khao khát trở nên là người nghèo. Nghèo và giàu đối diện với nhau rất khó. Nghèo thì đi liền với tội nghiệp đáng thương, giàu thì đi liền với sự sung sướng, vui vẻ và hạnh phúc. Có một câu nói rằng là người giàu có thể không hạnh phúc, nhưng người nghèo thì hạnh phúc ở đâu? Thì tại sao Chúa Giêsu muốn nói như vậy? Thì Chúa Giêsu muốn nói là hãy giao giảng tin lành cho người nghèo, để cho tin lành trở thành một niềm hạnh phúc của người nghèo. Người nghèo thực chất là một người đang đi tìm chân lý. Họ bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tiền bạc để đi tìm chân lý thay vì đi tìm vật chất thế gian. Họ đi tìm nước thiên đàng thay vì đi tìm thế gian, nên họ mới trở nên nghèo. Nếu như có một người biết ở trong ruộng đó có một viên ngọc quý giá thì sẽ bán hết gia tài của mình, đổi hết gia tài của mình, bán hết đổi hết gia tài của mình để mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng cũng giống như vậy. Chúa Giêsu đã nói cái ví dụ đó. Đấy, đây để nói chúng ta hiểu rằng người nghèo là người không quan tâm đến việc trần gian, là người không quan tâm đến những gì vật chất, ham dục, tham dục ở trần gian, mà người này chỉ tham khao khát đi tìm chân lý. Mặc kệ mình có nghèo, mặc kệ mình có khổ, mình có đói rách, nhưng người này vẫn đi tìm chân lý để được vào nước thiên đàng. Thì Chúa Giêsu nói là hãy nhắm đến những người này, những người đang hãy đi giao giảng tin lành cho người này, là những người đang đi tìm tin lành,
họ đang đi tìm một nguồn hạnh phúc thật sự. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhắm đến cái người đó, cái loại người đó, đối tượng đó là đối tượng đang đi tìm tin lành. Chứ còn chúng ta đang nhắm đến cái người mà thương gia, cái người họ đang khao khát đi tìm tiền, họ có khao khát tìm chân lý đâu mà ta giao chân lý cho họ thì họ muốn xem được, đúng không? Cho nên là có rất nhiều người giao giảng tin lành theo nhiều cách khác nhau và cho nhiều người khác nhau, không chọn lọc đối tượng. Mặc dù Chúa Giêsu đã dạy cái môn đệ hãy chọn lọc đối tượng, là hãy giao giảng tin lành cho người nghèo. Ở đây là không muốn nói là chúng ta không nên giao giảng tin lành cho người giàu, nhưng mà chúng ta hãy có một số cái sự ưu tiên đó là ta nên giao giảng cho cái người cần. Không phải Chúa nói là không quăng bánh cho chó và không vứt ngọc trai cho heo, tức là chúng ta không nên giao giảng tin lành một cách bừa bãi và tùy tiện, và không nên dùng mọi cách để giao giảng tin lành theo cái hình thức là tổ chức tất cả mọi cách để là kéo mọi người tin Chúa. Không phải như vậy. Chúa không muốn cái người cứ phải đến các chương trình truyền giảng, hội nghị này hội nghị kia để được theo Chúa. Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn là tìm đúng cái đối tượng đang tìm Chúa. Chúa muốn như vậy các bạn. Ở đây cái người giàu này bỏ đi, Chúa buồn lắm nên Chúa mới nói như vậy. Và khi môn đệ hỏi thì Chúa Giêsu nói này là: cả thật nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới thì Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà đoán xét 12 chi phái Israel. Thế ai vì danh ta bỏ anh em, chị em, gia đình, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Tức là trong đời sau sẽ được lãnh bội phần hơn. Ở đây là một điều mà Chúa Giêsu hứa chắc chắn sẽ được. Và Chúa hứa là Chúa làm đấy. Các bạn biết là cái người giàu này nếu như mà nghe được cái phần cuối cùng của câu chuyện này thì nó tin rằng cái người giàu này biết đâu sẽ vâng theo lời Chúa đấy. Bởi vì anh ta đang có nhiều tài sản quá mà Chúa nói là bán đi thì bị sốc. Đúng không? Nếu như mà một ngày nào đó, 5 năm sau, 10 năm sau, anh ta đọc lại câu chuyện này, hoặc là lúc Chúa Giêsu thăng thiên về trời 10 năm sau rồi, anh ta vẫn còn sống, anh ta đọc được câu chuyện này, thì anh ta mới ngộ ra. Anh ta ngộ ra thì có thể anh ta sẽ vâng theo lời Chúa Giêsu được, vẫn đi theo Chúa Giêsu được. Có thể là như vậy, hoặc cũng có thể là không. Ở đây là không biết được. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta muốn nói ở đây, Chúa Giêsu muốn nói là chúng ta hãy học cách đánh đổi. Học cách đánh đổi. Và Chúa Giêsu muốn chúng ta phải giao giảng tin lành cho cái người có khả năng có thể đánh đổi được. Có khả năng có thể đánh đổi được. Ở đây chúng ta giao giảng tin lành cho mọi người nhận biết Chúa, tất cả mọi người nhận biết Chúa, để sự tái lâm sẽ đến nhanh hơn. Chúa Giêsu nói là khi mọi người trên thế gian biết về Chúa, tin Chúa cả, thì Chúa sẽ đến thế gian để xét đoán lần thứ hai. Đấy. Và cái vấn đề ở đây là việc xét đoán là thuộc về Chúa, chúng ta không nói. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là Đức Chúa Giêsu muốn nói là đời sau ai đã bỏ tất cả mọi sự mà theo ta thì sẽ lãnh bội phần hơn. Đây là một điều khích lệ cho chúng ta. Và đây cũng là lời cuối cùng mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn, đó là chúng ta hãy vì Chúa vâng theo lời Ngài và vì lời hứa này của Ngài. Vì Chúa là Chúa mà vâng theo lời Ngài và vì lời hứa này của Ngài mà từ bỏ mọi thứ để theo Ngài. Buồn cứ buồn, đau cứ đau, khóc cứ khóc, cảm thấy mình tội nghiệp cứ tội nghiệp, cảm thấy mình nghèo hèn cứ phàn nàn với Chúa, nhưng cuối cùng hãy vâng lời Chúa. Nói với Chúa, cãi nhau với Chúa, phản biện với Chúa, phàn nàn với Chúa, biện luận với Chúa, thậm chí là vật lộn với Chúa, như là Gia-cốp vật lộn với Chúa. Kiểu gì cũng được, nhưng cuối cùng các bạn hãy vâng theo lời Chúa. Hãy cố gắng vâng theo lời Chúa. Thì đó là cái lời cuối cùng mà Lộc muốn chia sẻ trong video này. Như thế nào cũng được, hãy vâng theo lời Chúa. Đừng vội vàng bỏ đi người như người giàu. Đừng vội vàng bỏ đi người giàu. Có thể bạn chưa làm được điều mà Chúa nói ngay, Chúa dạy ngay bây giờ, thì cũng đừng bỏ đi, hãy ở lại. Hãy ở lại và hãy cố gắng, cố gắng mỗi ngày để có thể làm theo lời Chúa, vâng theo lời Chúa. Lộc chỉ muốn khuyên bạn như vậy thôi. Không phải vâng theo lời Chúa không phải điều dễ đâu. Làm theo lời Chúa không phải là điều dễ đâu. Rất khó để chúng ta có thể đánh đổi. Thì đó là những cái gì mà Lộc muốn chia sẻ trong video này. Nó mang cái tính chất hơi thần học một tí và hơi khó hiểu một tí. Nó là cái vấn đề khá là rộng, nhưng mà Lộc chỉ trả lời cho các bạn
để các bạn có thể hình dung được, đó là sự vâng lời Chúa quan trọng hơn sự giàu có hay nghèo khó. Đừng để cái sự giàu có hay nghèo khó, hay là lỗ kim, hay là con lạc đà, hay là cái ẩn dụ của Chúa khiến chúng ta bị phân tâm. Tất cả những điều đó nó chỉ làm cái vỏ bọc bên ngoài, nó chưa phải là cái lõi bên trong, chứ phải là cái nhân bên trong. Chúng ta thường tập trung vào con lạc đà, lỗ kim, rồi là những cái điều nó ấy như vậy, nó không tạo lên cái, nó không phải là cái cốt yếu mà Chúa Giêsu muốn dạy. Mà Chúa Giêsu muốn dạy ở đây là chúng ta phải vâng theo lời Ngài, chứ không phải là tập trung vào những cái lỗ kim hay là con lấy xong rồi giải trình giải thích. Chúa Giêsu không muốn chúng ta giải trình giải thích một cách lằng nhằng như vậy. Chúa Giêsu muốn chúng ta có thể vâng theo lời Ngài hay không, và việc vâng theo lời Chúa hay không thì nó phụ thuộc rằng chúng ta có đầy dậy Thánh Linh hay không. Vì việc gì con người không làm được thì Đức Chúa Trời đều làm được cả. Nếu Đức Chúa Trời ở trong chúng ta thì Ngài sẽ giúp chúng ta làm hoàn thành mọi việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúa muốn ta phải vâng lời Ngài thì Thánh Linh sẽ giúp ta làm được điều đó. Thì đó là cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn đừng tập trung vào con lạc đà, cũng đừng tập trung vào lỗ kim, cũng đừng tập trung vào cái việc bạn đang có gì, đang nghèo, đang giàu, đang trở thành ai trong cuộc sống và các bạn khao khát ước mơ gì. Đấy, Ngọc muốn các bạn hãy lắng nghe tiếng Chúa, vâng theo lời Chúa. Chúa muốn các bạn trở thành ai, hãy trở thành người đó. Chúa muốn mình không trở thành chồng của cô gái đó thì mình sẽ không trở thành chồng của cô gái đó. Chúa muốn mình sau này phải cưới một cô gái khác mà mình không muốn thì mình cũng sẽ làm điều đó. Chúa muốn mình đi đến nơi này, ở nơi kia, phải bán cái thứ này, bỏ thứ kia, đánh đổi, Lộc sẽ đánh đổi tất cả để vâng theo lời Chúa. Quan này hiểu ý Lộc nói, nhớ là như vậy. Đừng để cái điều vụn vặt như là cái lỗ kim, như là cái con lạc đà, hay là những cái ẩn dụ, hay là những cái điều người giàu với người nghèo, với người bán đi, hay là những cái điều vặt vụn, những cái điều đó là điều vặt vụn trong câu chuyện này, nó lại trở thành những điều chính yếu trong câu chuyện, nó lại trở thành những cái điều mà người ta cứ cãi nhau mãi. Đừng nên cãi nhau với những điều đó, các bạn nhớ không? Đừng nên cãi nhau với những điều đó. Hãy cãi nhau rằng bạn có dám vâng lời Chúa hay không. Đấy, khi bạn nghe được lời Chúa. Nhưng mà có rất nhiều người nhầm tưởng lời Chúa là gì, nên là họ mới phân tích cái lạc đà, rồi phân tích con lỗ kim. Lời Chúa là gì? Lời Chúa là gì thì các bạn phải hiểu như thế này. Lộc muốn nói với các bạn, đó là lời Chúa, đa phần lời Chúa là những gì mà Chúa muốn định hướng các bạn. Chúa tạo lên các bạn thì Chúa có mục đích cho các bạn. Giống như người ta tạo lên cái chai này, người ta có cái mục đích cho cái chai này phải đựng nước, hay đựng sữa, hay đựng cái gì bên trong đó. Tức là mục đích đã được có sẵn trước khi các bạn được tạo ra. Mục đích Chúa dành cho cuộc đời các bạn đã có sẵn trước khi bạn được tạo ra. Bởi vì nếu như Ngài không có mục đích cho cuộc đời bạn thì Ngài sẽ không tạo ra bạn. Bởi vì Ngài không làm một điều gì không có ý nghĩa. Các bạn hãy nhớ, Chúa làm mọi việc đều có ý nghĩa. Chúa làm mọi việc đều có mục đích thì Chúa mới làm. Chúa đã tạo ra bạn, tức là Chúa có mục đích cho cuộc đời bạn. Có thể Chúa muốn bạn trở thành nghèo, nhưng Chúa muốn bạn trở thành giàu. Có thể Chúa muốn bạn phải ở cái vị trí này, và Chúa không muốn bạn ở vị trí kia. Có thể bạn cũng học thần học như người ta, cũng tốt nghiệp trường thần học kinh thánh như người ta, nhưng Chúa muốn bạn phục vụ ở cái chỗ nghèo hèn này, chứ không phải phục vụ ở chỗ vĩ đại kia. Chúa muốn, tất cả đều Chúa muốn. Và đó là lời của trời dành cho mỗi người ta khác nhau. Và điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng nghe được tiếng của Chúa dạy dỗ. Và Lộc muốn mách cho các bạn ba cách để các bạn nghe được lời tiếng của Chúa. Đâu là tiếng mà Chúa dành riêng cuộc đời của bạn? Có những cái mà Chúa kêu gọi chung. Ví dụ như Chúa kêu gọi chung là chúng ta hãy giao giảng tin lành cho mọi người. Đúng, chúng ta cứ giao giảng tin lành cho mọi người. Nhưng có cái thì Chúa kêu gọi riêng, đúng không? Kêu gọi riêng là chúng ta sẽ trở thành người này người kia, trở thành bác sĩ hay thế nào đó. Thì chuyện đó nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thì yếu tố thứ nhất là các bạn biết là Chúa nói rất nhiều. Đa phần những gì Chúa nói thì Chúa nói trong Kinh Thánh hết rồi. Chúa nói Kinh Thánh hết rồi. Thì các bạn nghiên cứu Kinh Thánh, các bạn sẽ biết là đâu là lời của Chúa là chung cho tất cả mọi người. Thì bạn áp dụng cái lời đó. Ví dụ Chúa nói không tà dâm, không trộm cướp, không này, thì đó tất cả những gì bạn làm theo. Hãy yêu kẻ nó cận như mình, đó các bạn phải làm theo. Đấy. Còn ví dụ Chúa kêu gọi riêng, ví dụ như cái người các bạn trở thành người người giàu, hay các bạn trở thành người nghèo, thì đấy là việc Chúa kêu gọi riêng. Chúa kêu gọi riêng nhé. Các bạn trở thành người tiên tri, các bạn trở thành người giao giảng tin lành, hay là các bạn trở thành nhà kinh doanh vĩ đại có ô tô đi, đấy là việc Chúa kêu gọi riêng với người nhé. Việc Chúa kêu gọi người giàu bán gia tài đi là Chúa kêu gọi riêng. Chúa kêu gọi riêng, Chúa không thể kêu gọi cái người đàn bà quá bán hết gia tài được. Bởi vì người ta bán đi cũng được bao nhiêu tiền đâu. Cho nên là Chúa kêu gọi riêng mỗi người theo cách khác nhau. Đó, các bạn hiểu không? Đây là cái vấn đề Chúa kêu gọi riêng. Các bạn nhớ là Chúa kêu gọi cái chung thì đa phần là Chúa nói hết trong Kinh Thánh rồi. Còn có phần Chúa kêu gọi riêng thì các bạn phải có nghiên cứu là cái này là Chúa có kêu gọi mình hay không.
Đấy, thì các bạn phải nghiên cứu trong Kinh Thánh để hiểu là cái này Chúa kêu gọi riêng cho cái người giàu này thôi, là hãy bán đi, chứ không phải Chúa kêu gọi tất cả mọi người là phải bán đi trở thành nghèo hết. Đấy, các bạn phải biết là Chúa Giêsu kêu gọi riêng hay chung. Đó là cái vấn đề mà các bạn phải lắng nghe tiếng của Chúa. Thì lắng nghe tiếng của Chúa, đó là các bạn phải có mối quan hệ thân mật, giao tiếp với Chúa, giao tiếp với Chúa, thân mật với Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa, để nghe được cái sự định hướng của Chúa. Bởi vì Chúa tạo ra bạn, Chúa biết rõ nhất bạn sẽ là ai trong tương lai, bạn sẽ hoàn thành mục đích nào của Chúa, bạn sẽ hoàn thành mục đích nào. Thì đó là những gì mà mình chia sẻ với các bạn. Thì thật ra rất là khó cho các bạn, bởi vì có rất nhiều người nhầm tưởng là Chúa kêu gọi tôi ở lĩnh vực này, Chúa kêu gọi ở lĩnh vực kia, Chúa muốn thế này, Chúa muốn thế kia, Chúa muốn như thế này, Chúa muốn thế khác. Nhầm tưởng đấy các bạn, thấy rất nhiều người nhầm tưởng, cứ nghĩ là học xong thần học sẽ làm mục sư, thần học cứ học xong một thần học là giáo hội hay tổng hội hay là hệ phái phải cử tôi đi thực tập ở hội thánh này, làm việc hội thánh kia, bắt tôi phải giao tôi một hội thánh này, bắt tôi phải quản nhiệm. Cái việc đó là việc con người, việc đó là việc kêu gọi con người, chứ chưa chắc là phải việc kêu gọi của Chúa. Đấy. Đôi khi chúng ta bị dập khuôn quá. Nhưng mà nếu như mà bởi vì thế cho nên là chúng ta phải để cho cái người họ, sinh viên thần học họ được tự do sau khi học xong. Họ có muốn thật sự được học với Chúa hay không? Họ có tiếp tục công việc với Chúa hay không? Hay như nào? Chúng ta cứ giao phó mãi rồi chúng ta chưa biết cái kết ước của họ, chưa biết như nào thì nó cũng rất là khó. Thì có rất là nhiều người như vậy. Đôi khi chúng ta sẽ ở cái vị trí thứ hai. Đôi khi chúng ta sẽ ở cái mức độ thuộc linh, đó là cái mức độ thuộc linh nhận biết và tin Chúa nhiều hơn là cái mức độ dám vâng lời Chúa, bởi vì chúng ta đâu có biết được lời Chúa là gì đâu mà vâng. Lộc thấy có rất nhiều người như vậy rơi vào cái tình trạng là không biết lời Chúa thực sự là gì cho mình để mà vâng, chứ không phải là họ muốn ở trong cái tình trạng chỉ tin Chúa, chỉ biết đến Chúa mà thôi. Đấy thì đấy là một muốn chia sẻ với các bạn. Nó có rất nhiều điều mông lung như này nữa, rất là nhiều điều cãi nhau như này nữa. Lộc thấy mọi người rất là buồn cười, cứ cãi nhau về cái việc lỗ kim với con lạc đà, với lại cãi nhau về người giàu với lại thế này thế khác. Lộc thấy nó không đúng lắm nhá. Thì ở đây là muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Điều quan trọng nhất là phải vâng theo lời Chúa. Điều thứ hai, các bạn phải biết lời Chúa là gì để mà vâng. Đó. Và điều thứ ba là khi biết lời Chúa rồi thì các bạn phải xác minh Thánh Linh có ở trong các bạn không. Vì chỉ có Thánh Linh mới giúp các bạn vâng theo lời Đức Chúa Trời được. Những gì con người không làm được thì Đức Chúa Trời sẽ làm được cả. Và các bạn nhớ rằng khi các bạn vâng lời Chúa, các bạn đã đánh đổi những gì ở trên thần gian này để đổi lấy nước thiên đàng trên trời, thì các bạn sẽ biết là ở trên trời các bạn sẽ có phần hơn đấy, sẽ có phần hơn. Không phải là phần kém đâu, phần hơn đấy nha. Còn cái câu người đầu sẽ nên rốt, người rốt sẽ đầu thì Lộc sẽ chia sẻ trong cái video khác tiếp theo. Lộc sẽ liên hệ nó với câu chuyện này nếu như các bạn khao khát, và Lộc sẽ cầu nguyện Chúa để Chúa bày tỏ thêm tất cả những gì mà Chúa muốn Lộc chia sẻ ra. Và các bạn biết rằng là một điều quan trọng nhất của những người chia sẻ lời Chúa là có những cái họ biết họ sẽ không bao giờ chia sẻ, mà họ sẽ chỉ chia sẻ riêng tư cho những người đáng được biết. Thì đó là những gì mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn. Tiên tri không nói ra tất cả những lời họ nghe được từ Đức Chúa Trời. Thì đó là mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Cuối cùng là Lộc chào và hẹn gặp lại cho các bạn những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.